Tiếp theo tôi sẽ demo về phần xóa này. Thì chúng ta sẽ demo một chút về cái phần Ajax gửi lên thì chúng ta sẽ dùng như thế nào. Sẽ như sau. Chúng ta sẽ copy một chút ở phía cái trang là trang index này. Nó cũng giống xóa ấy mà, đây này. Chúng ta copy cái đoạn này xuống. Đây chứ. Copy ở đây. Chúng ta có cái nút là nút xóa ở cái này đúng không? Thì tôi sẽ thêm một cái class nữa là btn trừ gallery trừ remove. Được chưa? Thì ở trong cái hàm document này tôi sẽ đặt cái class là btn trừ gallery trừ remove. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên copy lại nhá. Nên copy cho tôi, nhiều khi tôi cũng gõ sai. Đây này, btn gallery remove. Có sai chắc luôn, không thấy nó bôi gì. Thật mà. Đấy. Đây là gallery đây này. Thấy không? Trên kia lại sai. Chết mất. Đấy. Khi mà bấm vào đây, chắc chắn muốn xóa hay không? Được chưa? Đồng ý xóa. Thì chúng ta sẽ làm tiếp cái việc ở dưới này. Thì ở dưới cái đoạn này thì mới là cái gửi Ajax nhá. Thì chúng ta sẽ setup ở đây. Trong cái nút này, đây đâu nhỉ, nút này chứ, đây href bằng JavaScript này. Rồi tôi sẽ có thêm một cái như này, đây là gallery gạch dưới id bằng chính là cái id của cái thằng item này. Item cho đến ID. Đúng nhá? Thì chúng ta thử. Đây chuột phải vào đây, inspect. Chú anh. Sao lại có asset trời? Đây. Đây tôi có cái thuộc tính của nó là thuộc tính gallery ID bằng 390. Đây, 390 đây. Thằng này là bao nhiêu, 300 bao nhiêu không biết, 393. Được chưa? Thì bây giờ khi tôi bấm vào đây, nếu mà đồng ý xóa thì nó sẽ thực thi cái câu lệnh, cái đoạn lệnh ở dưới này. Đoạn lệnh ở dưới này đúng chưa? Nhưng mà tôi chưa viết gì cả. Thì ở đây tôi sẽ có cái var gallery id bằng với cái this.attr.gallery dưới id đúng không? Đây nó chính là cái này. Lấy ra giá trị của cái gallery id. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một câu lệnh Ajax ở trong này. Thì tôi sẽ có là $Ajax. $Ajax này, đóng mở ngoặc trong này. Thì để gửi được Ajax ấy thì chúng ta sẽ phải có các cái, ở đây nó là JSON nhá, cái cặp dấu ngoặc nhọn này này, nó thể hiện là JavaScript object là JSON để chúng ta gửi lên. Thì chúng ta sẽ phải xử lý như sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải lấy ra được cái đâu nhỉ? Lấy ra được cái URL nó bằng phẩy phẩy này, thể hiện nó là string, dạ. Thì chúng ta phải nhét một cái hàm echo round vào đây. Các bạn đừng sợ với cái việc này, bởi vì đây là code, nó hiểu đây là code JavaScript và nó nằm trong file PHP, cho nên là cái đoạn này này nó sẽ hiểu chúng ta vẫn thực thi câu lệnh PHP bình thường, được chưa? Tôi sẽ thử tạo ra một cái đường dẫn như này. Round port đi. Round port remove product gallery với hàm là hàm remove gallery với cái name là product remove gallery. Ở đây thì tôi copy cái thằng này. Tôi copy cái thằng này và tôi nhét vào đây. Không sợ gì hết. Bây giờ chúng ta thử cái nhá. Không có hiện tượng lỗi đúng không? Và chúng ta mở cái element này ra, chúng ta kéo dưới chân ấy, chúng ta xem sao. Các bạn nhìn thấy đường dẫn không? Đây này. Localhost 8000 sược cpadmin sược product sược remove product gallery. Đúng chưa? Tức là ở trong cái code JavaScript chúng ta được phép nhét cái đoạn code này vào. Và nó sẽ hiểu, cái blade view nó sẽ hiểu cái đoạn này là chẳng qua là các bạn đang nhét một cái code
của Java của PHP vào đây và nó dịch ra thôi, chứ nó không có cái gì cao siêu cả, được chưa? Tiếp theo là method. Method bằng dạng post. Post viết to viết bé được hết nhá. Chúng ta có data bằng là dạng json. Thì ở đây có ID bằng giá trị của cái biến ID ở phía trên. Chính là cái này này, bằng cái gallery ID này, chứ quên. Chúng ta có tiếp một cái nữa là gạch dưới token. Yeah. Gạch dưới token bằng giá trị string của cái A cộng CS CSRF. Thử cái nhá, xem có chạy nhá. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Ồ. Nó bằng thẻ input luôn, không ổn. CSRF gạch dưới token. Có chạy không? Không đúng không? Search. CSRF token. Chờ tí, đây đây đây, nó là hàm này. Nó là hàm này luôn. Hàm CSRF token. Đây chúng ta xem lại cái kết quả. Nó sinh ra một cái đoạn chuỗi như này. Đây chính là cái token, được chưa? Tiếp tục. Data type. Data type bằng json. Trả về dữ liệu là nhận là json. Nếu mà succeed thì nó sẽ là một cái function. Kết quả trả về đây, response RP. Và tôi console log ra cái RP này. Tiếp theo nếu mà error thì nó một cái function. Ở đây là console log error. Tạm thời như vậy. Thử cái nhá. Thì khi mà gửi request này lên thì chúng ta phải có nơi nhận, nhận ở đây rồi, nhận đã nhận ở cái đường dẫn này rồi. Hàm xử lý là hàm remove gallery. Chúng ta sẽ vào trong product controller, chúng ta duplicate cái hàm này lên. Copy cái này vứt vào đây. Chúng ta nhận request như bình thường. Dạ. Chúng ta sẽ có tiếp tục như sau. Model bằng product gallery 2.2.file ra cái request trỏ đến ID. Bởi vì sao tôi gọi là ID mà không phải là gallery ID? Bởi vì dưới này trong cái data này tôi quy định cái field gửi lên là field ID. Do đó ở trong này tôi cũng nhận là ID. Sau đó tôi tiến hành là model trỏ đến delete. Sau đó tôi sẽ tiến hành là return respond trỏ đến là json. Json ở trong này tôi nhận một cái mảng là succeed bằng giá trị là true. Còn nếu không trả về gì thì là phone mố rồi. Và tôi nhận vào đây thêm thích thì thêm một cái ID nữa. ID bằng request trỏ đến ID. Được chưa? Để cho chắc ăn, chúng ta sẽ đặt cái debugger vào trong này để check xem dữ liệu trả về là gì. Debugger. Đây, chúng ta bấm ID này, xóa này, đồng ý này. Các bạn thấy này, succeed bằng true, ID bằng 390. Và bây giờ chúng ta tiến hành là reload lại cái trang này thì nó sẽ mất cái URL này. Tôi copy. Bây giờ còn mấy cái? 6 cái. Còn thấy cái URL kia nữa không? Không thấy nữa, đúng chưa? Thế vậy thì bây giờ tôi sau khi xóa đi rồi thì tôi sẽ phải làm cách nào đấy để tôi xóa luôn cái phần tử còn đang có ID bằng 390 đi, đúng chưa? Thì rất dễ, bằng cách như sau. Ở lên cái gallery này, ở cái TR này tôi đặt cho nó một cái ID bằng GL gạch dưới echo của cái item trỏ đến ID. Để tôi đặt cho nó một cái ID để sau này tôi xóa đi cho nó dễ mà, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ là
sau khi xóa thành công rồi thì tôi sẽ tiến hành như sau. Đó là đô la này, thăng được chưa? Thăng này. PR GL chứ. GL gạch dưới cộng với lại cái RP chấm ID trả về chấm remove. Như này là xong. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử lại một cái nữa. Chúng ta đang có 12356 đúng không? Tôi xóa cái này đi. Đồng ý. Bay luôn. Trang chúng ta không bị lốt lại đâu. Không bị lốt lại trang đâu. Xóa thằng này đi. Nhìn nhá, xem nếu nó bị lốt lại thì cái này nó phải quay. Xóa luôn. Nó không bị lốt lại thì cái Ajax nó chạy ngầm ở dưới, nó không bị lốt lại. Tất nhiên là khi mà chúng ta thay đổi cái cấu trúc file HTML thì tech ở đây nó bị cách này. Đúng chưa? Cái điều này chúng ta phải chấp nhận. Đấy là Ajax. Trừ khi chúng ta bằng frontend framework thì nó lại khác. Đây, xóa luôn thằng 2. Xóa luôn thằng 1. Dạ, bây giờ còn hai cái 2 và 5. Reload lại. Nó còn hai cái. Muốn thêm mới thì bấm vào đây, thêm vào như bình thường. Xếp lên. Cái việc tạo mới ra chúng ta hoàn toàn có thể gửi vào Ajax được. Nhưng mà tôi demo mỗi thứ một tí để chúng ta có thể tùy theo thích dùng cách nào thì dùng. Được chưa? Tôi sẽ đẩy lên nhá. Sau rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành. Create new product gallery. Rồi tôi gửi lên rồi đấy, chúng ta check lại đi. Tí nữa chúng ta sẽ làm nốt cái việc là submit cái form edit lên. Cái việc này thì nó cũng dễ thôi. Bây giờ viết được gần 200 dòng đấy. Cái form này nó dài gần 200 dòng. Dài phết. Ảnh sản phẩm nào? Ảnh ở bên này á? Thì giờ phin vào trong cái image thôi. Nếu bạn muốn làm đâu rồi? Cái ảnh đâu nhỉ? Ảnh ở dưới đúng không? Đây này. Phần ảnh này đúng không? Đang là asset này này. Thì chúng ta có thể là thực hiện như này. If nếu mà không có, nếu trong trường hợp không có thì chúng ta để cái ảnh mặc định này. Đây. Nếu trong trường hợp cái item model chứ nhỉ? Model trở đến image nếu mà không có thì chúng ta để phủ định ở đây. Thì nó sẽ bằng cái này. Được chưa? Còn tình huống else thì chúng ta cũng làm như vậy. Nhưng mà thay cái asset này bằng chính cái item product, cái model product, model image. Được chưa? Làm cách nào thì làm. Chắc là mình nên nhấc thêm cái phần sao đánh giá cái gì sang bên kia. Nhấc này sao nó cân. Cũng không cần làm. Vẫn lệch. Thôi. Để lại bên kia vậy. Phần này chúng ta về phải xem lại nhá. Làm lại, làm kỹ vào. Thì nó là một cái skill của chúng ta trong cái việc chúng ta làm việc. Ngày xưa bọn tôi đi phỏng vấn ấy, thằng nào biết Ajax là một lợi thế. Chứ thực ra nó chỉ là một cái đoạn code thôi mà. Các bạn cứ tạm thời dừng lại ở cái mức là mong muốn là mình dùng được đã. Còn cái việc là hiểu nó hoạt động như nào thì để sau. Bây giờ các bạn chắc là ít bạn hình dung được nó hoạt động như nào.
Phích cảnh nhá. Đây. Nếu mà có ảnh, nếu mà không có ảnh thì hiển thị cái ảnh mặc định. Còn nếu mà có ảnh thì hiển thị cái hả? Ít ra, mới lên đấy. Phần tạo mới sản phẩm thì chúng ta không cần cái này đúng không? Tạo mới sản phẩm thì chúng ta không cần. Còn nếu mà edit thì chúng ta cần. Nhưng mà cái này nó vẫn còn lỗi. Biết lỗi chỗ nào? Trong trường hợp người ta chọn ảnh rồi, người ta không chọn ảnh nữa. Tức là như này. Đây, trong trường hợp người ta chọn ảnh rồi nhá. Chọn ảnh đây đúng không? Người ta cancel. Thì nó tèo. Ơ, không mất này. Không mất này là có vấn đề nha. Không mất này là có vấn đề nha. Đáng lẽ không mất thì nó phải trở về cái ảnh mặc định đúng không? Đúng chưa? Như vậy nó mới đúng, chứ không thì người ta sẽ nghĩ là à thôi chết mẹ rồi, bây giờ không xóa được cái này đi đúng không, không xóa được cái này đi thì giờ làm nào, đúng nhờ. Đấy, thế nó lại là một vấn đề khác, bây giờ làm nào, làm nào, có vấn đề gì không, thì chúng ta phải sửa cái này một tí. Thế là nếu mà cái này đây, chúng ta debug cái biết ngày đây nhá. Chọn một cái ảnh này. Rồi bây giờ tôi đặt bật debug lên. Tôi bật cái F12 lên. Tôi cancel cái này đi. Đấy. Và debug này các bạn thấy không? File bằng undefined. Đúng chưa? File bằng rỗng. Đúng chưa? Bây giờ tôi chọn một cái ảnh khác này. Đấy các bạn thấy file nó có giá trị rồi đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì giờ mình xử lý cái mớ này sao? Rất dễ thôi. If cái đô la à, cái file này nếu mà nó bằng với undefined, đúng chưa, thì cái deploy ảnh này
trở về với lại cái ảnh default src bằng bằng string nữa này, string string này, asset trong này viết là default image chứ nhỉ, image sượt default trừ image.png, chẳng biết có đúng không, đây default image.png đây, và return luôn để nó không chạy dưới nữa, return false. Đây chọn ảnh này, bây giờ có ảnh nhá, cancel này, nó về cái ảnh cũ đúng chưa, thế nó mới đủ chứ không đủ là không có là tèo ấy. Ha đúng. Thế vậy thì tôi phải làm cái trò khác, input phải viết lên trên đi, php default $default cái chỗ default đó đây là edit mà đang sửa trên màn hình edit, còn cái bên kia thì mình sẽ xử lý sau. Nếu mà model cho đến image bằng null thì cái này nó sẽ bằng với cái asset default trừ image chứ toàn quên rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ sinh ra đây một cái thẻ input type bằng hidden, yeah. Có giá trị chính là cái asset của cái default img, đặt cho nó cái id đây là default image, được chưa? Xong input hidden nhá, thì ở dưới này này, ở cái đoạn này chúng ta cũng chẳng cần phải làm này nữa, đúng không? Bởi vì đã xử lý ở trên kia rồi, thì ở dưới này chúng ta không cần phải làm cái việc như vừa rồi nữa, mà chúng ta thay thẳng bằng cái $default image này, được chưa? Còn ở dưới cái việc xử lý đây này, đâu rồi? Chỗ nào ta? Đây cái hàm này, thì đây asset chúng ta cũng chẳng phải viết cái này nữa, được chưa? Không phải viết cái này nữa, mà chúng ta viết là $ thăng default image chấm van, đúng không default image chấm van, hình như tôi vẫn thấy sai ở đâu đấy dòng 60 đây, 60 ở trong đấy chứ trên này không khác, chẳng biết chỗ nào nữa. Nhiều quá rồi. Đây, default img là cái biến. Được chưa? Đây. Gì? Chết mẹ. Vứt đầu rồi. Đây chứ. Hidden thì chúng ta lấy value của nó thôi mà. Ở đây là tôi đặt name ạ. À. Tôi đặt name. Đúng chưa? Về cái ảnh cũ. Đấy thì cách xử lý nó như này, nó đặt ra một cái biến và nhét vào một cái input type hidden. Rồi mình thích làm gì làm. Đúng không? Người ta không nhìn thấy mà. Còn cái ở bên phần edit bên kia thì các bạn tự làm, à, cái phần thêm mới các bạn tự làm nhé.
Nghe xong ngất mẹ luôn. Phần edit với phần phần thêm nó khó mà. Yêu cầu kỹ năng nhiều. Nếu mà chọn ảnh đến thêm đúng không ạ? Thì ta muốn lựa chọn ảnh khác để mà thay cái ảnh thêm đấy rồi, nghĩa ta cũng nhiều lựa chọn thì nó không thì làm nào. Nhiều lựa chọn là sao ta? Có nghĩa là đang ảnh cũ đúng không? Thay ảnh mới vào. Nhưng mà quay cái ảnh mới đấy mình cũng thích nó phải điện. Chọn cái ảnh khác nữa. Ừ. Thì edit phát nữa. À không. Thì sao lại thế? Đây chứ, chọn cái ảnh này khác này chứ. Chọn tiếng không được, không được. Thì đã lưu đâu mà chả không được. À có nghĩa là không ạ. Có nghĩa là nó đang ở trên cái màn hình có ghi hiện cái ảnh edit mới đúng không? Ừ đúng rồi. Thế thì chọn một cái ảnh mới cả. Đây. Ok. Thì chọn ít, nếu mà không thích ảnh này thì chọn ít một cái. Như thế thôi. Anh trên Firefox không cancel được. Hả? Trên Firefox không cancel được. Không cancel được thì thôi. Chúng ta chuyển sang Chrome. Cái sự khác nhau giữa nền tảng cũng là vấn đề đấy. Đấy, không cancel được thì bắt buộc nó phải chọn cái khác thôi. Ồ, mất dạy nhỉ. Giờ mình mới biết đấy. Bạn không nhắc tôi cũng quên. Bởi lâu lắm tôi cũng không dùng Photoshop. Kinh thật. Bọn này. Nếu vậy thì sẽ có vấn đề. Nếu mà ở trên này mà không dùng được thì sẽ có vấn đề. Hoặc là họ phải reload lại trang để nó lấy lại ảnh cũ. Đúng không? Hoặc là chúng ta phải chủ động viết một cái hàm cancel cho nó bằng cách là viết thêm một cái nút nữa ở trên này là nút xóa, đúng không? Nút xóa để lấy lại ảnh gốc, đúng nhá. Đây trường hợp nó cũng phải xử lý đấy chứ không phải là không đâu, đúng nhá. Nên là để ý khi mà đi demo ấy thì phải cất nó đi. Thật, chứ bây giờ nếu mà các bạn mới ngó tôi viết một đoạn này các bạn đã phát sốt rồi. Giờ tôi viết thêm cái đoạn kia chắc bạn ngất rồi đây luôn. Thực ra nó cũng không khó đâu mà. Bấm vào nút đấy phát thì back lại cái này thành default. Set cái value của thằng input này về rỗng. Xong phim. Đúng nhá. Yên tâm, với JS thì tôi chẳng sợ bố con này làm. JS tôi làm đủ lắm rồi. C-Sharp á? C-Sharp tôi làm được khoảng 2 năm. Không, không phải ngôn ngữ nào tôi làm. Python tôi không làm. Java làm rồi. PHP thì đến bây giờ vẫn làm. C-Sharp thì làm được khoảng 2 năm. C cộng cộng không làm. Android cũng có. React. Nói chung là Node.js cũng có. Những ngôn ngữ thông dụng thôi chứ không đến mức là cái gì cũng biết. Làm gì mà cao siêu lên thế. Java trước làm Spring Hibernate. Định chuyển sang Scala nhưng mà nghỉ việc mất, không làm nữa. Đây bài buổi sáng đây. Có tiếng. Tôi bật mic cho nó rồi mà. Bật mic cho máy rồi. Đã viết cái gì đâu mà cập nhật.
chưa viết. Bình tĩnh. Bọn này sắp ngộ độc lăn đi, xùi bọn mẹp chết hết đến nơi rồi. Chẳng cần phải đọng lại cái gì, hiểu là ông ấy cái đoạn này, cái file này đang làm cái gì, thế thôi. Chứ chẳng cần các bạn phải đọng lại cái gì. Các bạn học code của tôi làm gì? Nên tôi cố gắng truyền đạt cho các bạn là cái quy trình và cái cách xử lý thôi. Chứ code thì mỗi người có một cách code khác nhau. Chứ tôi cũng không bảo là cái cách code của tôi nó là cái cách tối ưu nhất. Đúng chưa? Có nhiều người hoàn toàn có thể xử lý được cái việc edit và add mới trên cùng một giao diện. Đó, hoàn toàn có thể là làm cái đấy, mỗi người sẽ có một cái cách xử lý khác. Chứ tôi cũng chẳng yêu cầu các bạn là phải code giống hệt cái ông này làm gì. Code như vậy là vứt đi đấy. Có chưa? HD mà. Quay chế độ HD mà. Cứ mỗi lần các bạn F5 là một lượt xem. Đến cuối ngày nó mới tổng kết lại. Thật. Còn không các bạn phải xem ít nhất là mấy phút đấy. Cái này á, tôi chụp từ hồi đại học. Nhiều tóc mà. Ai xem bảo nhiều tóc. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lưu cái việc edit này lại nhá. Bây giờ cái việc lưu nó cũng hơi khác một tí. Validate các bạn tự làm nhá. Validate nó có một số cái khác, đó là cái thường thường ấy. Tôi sẽ demo cho các bạn cái phần là unique, tức là cái tên sản phẩm nó phải là duy nhất. Được chưa? Đó, nhưng mà cái duy nhất đấy nó có một cái điểm dở và chúng ta phải update một tí code, thì tí nữa tôi sẽ demo. Còn tiếp theo chúng ta sẽ làm cái phần là phần gì nhỉ? Lưu trước đã nhá. Thì ở đây chúng ta khi mà lưu xuống ấy thì chúng ta đã có các vấn đề như sau. Cái phần này, cái phần gallery này, chúng ta đã tự xử lý rồi, đúng không? Chẳng phải động chạm gì vào đây nữa, cho nên là cái đoạn gallery này chúng ta không phải xử lý ở cái hàm là hàm edit, đúng không? Đúng chưa? Bỏ qua. Còn lại tất cả các cái phần fill, input, ảnh này chúng ta đều phải xử lý cả, đúng chưa? Nhưng mà được cái xoay qua quần vào thì nó chỉ là xoay quanh cái thằng product thôi, nó không liên quan đến cái thằng gallery này nữa. Cho nên là có thể là code của chúng ta sẽ ngắn hơn ở trong cái edit này. Thì ở đây sau khi submit lên thì tôi có cái hàm này là hàm để đón cái dữ liệu đấy, đúng không? Đâu rồi? Admin rồi. Đấy, admin, tôi sẽ sửa lại cái này thì save edit đi. Save update. Và đây nó sẽ có một cái name, đặt cho nó cái name riêng đi. Name là product.save edit. Đó, vào trong cái màn hình edit này chúng ta có cái form ở trên. Form này có cái round. Save edit. Vẫn có method bằng post, multipath, form data, encrypt bình thường. Nó chẳng có gì thay đổi cả. Như vậy. Thì bây giờ nó sẽ cái đường dẫn này nó sẽ điều hướng vào file vào hàm là hàm post edit nằm trong product controller. Đây, đúng chưa? Thì chúng ta nhận cái request vào. Validate hay không thì phụ thuộc vào cái request các bạn tự viết ra. Được chưa? Tiếp theo ở trong này chúng ta sẽ có là cái DD ra cái model đó. DD ra cái request. Request trở đến on. Đúng chưa? Request trở đến on. Cái này các bạn thấy có mỗi một lần tôi làm tôi đều phải làm không? Thấy không? Đây nó thể hiện cái việc là chúng ta test lại cái dữ liệu của chúng ta đã chuẩn chưa? Gửi lên nó có đúng chỗ không? Được chưa? Chứ không nhiều ông là bị cái thói quen là cứ nhảy vào code cuối cùng chạy không được. Không biết thôi đâu. Làm đến đâu chúng ta nên dừng lại một tí để chúng ta test. Và cái DD đăm đai này trong PHP nó rất là tiện. Tất nhiên trong PHP nó cũng có debug, giống như lúc nãy tôi đặt debugger trong JavaScript ấy. Nhưng mà để setup cái đấy nó khá mất thời gian, cho nên là tôi dùng luôn cái DD này cho nhanh.
Được chưa? Đây, tôi reload và tôi xếp xuống. Lấy được đúng không? Chứng tỏ một điều là tôi đã hiển thị thành công, tôi đã xử lý thành công, đẩy lên đúng. Tiếp theo tôi lại có cái model bằng product 2.2. gì? File cái request cho đến thằng ID. Đúng không? Cho đến thằng ID. Nhét vào đây. Tiếp theo tôi có model cho đến fin cái $request cho đến all. Vẫn thế, vẫn giống theo cái mô hình của thằng sếp, thằng insert này. Không khác thế nào, chỉ khác mỗi cái đoạn này. Thằng này thì nó không có ID cho nên nó new. Còn thằng này có ID rồi thì nó file ra. Đúng chưa? Và bây giờ lại xử lý tiếp cái phần ảnh này. Thế thôi, rất easy. Tôi lại copy lại. Ở đây chúng ta sẽ chỉ lưu ảnh, nhớ nhá, chỉ lưu ảnh khi mà có ảnh. Còn không có ảnh thì chúng ta không cập nhật cái field đấy nữa. Đúng không ạ? Không có ảnh thì không cập nhật cái field đấy nữa, dẫn đến cái việc là ảnh nó vẫn như cũ. Đúng chưa? Và chúng ta save xuống như bình thường. Model cho đến save và redirect như bình thường. Này, redirect blacklist. Chẳng có khác gì. Vẫn y xì kệt, đây sửa. Đây là cockpit presser 1. Thay ảnh nhá. Đúng chưa? Sửa luôn cái star bằng 4, số lượng view 1000. Giá bán là 233. Press. Đúng chưa? Đúng chưa? Nếu bây giờ chúng ta đấy, nãy tôi vừa mới làm cái việc là tôi không sửa ảnh đấy. Đây tôi không chọn cái gì cả. Tôi không sửa ảnh. Thì thôi chứ làm sao nữa. Đấy, lưu ảnh update có thể thôi. Vẫn update đấy. Có bằng này dòng. Copy lại vèo cái xong. Thì các bạn để ý nhá. Ở đây này, vì sao lúc nãy tôi nói cái câu đó là nhiều người làm cái việc đó là lưu insert và lưu edit, người ta làm trên cùng một form. Tất nhiên là trên cùng một form tương đương việc là gửi cùng một chỗ. Đúng nhá? Thì bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy cái phần trên này nó khác nhau có một dòng, là thôi chúng ta íp một cái này. Nếu mà có cái request ID thì người ta sinh ra model bằng cách là model product file. Còn nếu mà không có request ID thì người ta bằng model bằng new product. Đúng nhá? Còn lại cái đoạn này, cái đoạn này nó giống hệt nhau. Đến cái đoạn save này nó cũng giống hệt nhau. Được chưa? Thì tại sao chúng ta không nghĩ đến cái việc là íp một cái, đúng không? Íp một cái ở trên để sinh ra thằng model, íp một cái ở dưới sau thằng sếp này, ở dưới này trên này thì sau thằng sếp thì chúng ta có lưu cái gì đấy? Gallery. Edit thì không có cái đoạn này, thì chúng ta íp not cái thằng request ID này. Nếu mà không có ID thì chúng ta thực hiện cái đoạn này, đúng không? Còn nếu có ID thì chúng ta bỏ qua, không có cái phần đấy nữa thì bỏ qua chứ làm sao? Dẫn đến cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc như này. Đó là cái form thêm mới và cái form sửa này, chúng ta hoàn toàn có thể làm thành một form. Và khi mà cái form sửa ấy, và cái form thêm mới ấy, thì chúng ta không có cái đoạn này nữa. Không có cái đoạn này nữa, bỏ nó đi. Đúng không? Và tất cả những cái gì gallery update chuyển hết sang đâu? Chuyển sang đâu? Chuyển sang edit. Ông muốn up gallery thì ông phải có sản phẩm đã rồi ông mới up được. Đúng không? Có thể hoàn toàn làm được cách đấy. Mỗi người có một cách làm khác nhau. Do đó tôi cũng không bắt ép là các bạn phải theo tôi hay là như thế nào hết. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể xử lý. Nếu mà xử lý được cách đấy thì sao? Thằng code nhàn hơn. Đúng không? Chỉ phải làm một màn hình thì chả nhàn. Đúng nhá? Nó không phải dãy dụa như tôi từ nãy giờ mất bố mất hơn tiếng. Đúng không? Đúng nhá? Chỉ việc thêm IPL thôi là xong rồi. Nhưng mà nếu mà tôi làm như vậy vẫn được, nhưng mà giải thích cho các bạn nó sẽ vất vả hơn. Đúng nhá? Khó tiếp thu hơn. Nhưng mà được cái nếu mà làm theo cách của tôi từ nãy giờ ấy, thì người dùng sẽ sướng hơn. Người dùng bớt đi một bước, là nếu mà người ta muốn tạo gallery luôn thì người ta chỉ việc bấm vào đây thôi. Đúng chưa? Còn làm theo cách kia người ta phải mất đến 2 bước. Tạo sản phẩm, sau đó mới vào edit. Đúng chưa?
Đó, còn cái tab nó sinh ra thì easy cực kỳ. Đúng nhá? Thì khi bấm vào đây một cái, truyền đằng nào chúng ta phải truyền model ra form đúng nhá? Nếu có form thì chúng ta hiển thị cái tab, còn nếu không có form thì chúng ta chỉ hiển thị cái phần ở bên dưới này thôi. Đúng không? Đấy nó là cái cách if else xử lý, nó hoàn toàn có thể xử lý được. Chứ chẳng có gì gọi là cao siêu. Đúng chưa? Thế là xong cái phần sửa rồi, hết rồi. Giờ tôi đẩy code lên nhá. Cho các bạn độ khoảng 10-15 phút để các bạn có thể xem ngó xem là có thắc mắc ở đâu không. Cứ xong đi, xong rồi tôi sẽ nói qua chúng ta một tí cái này về hướng về cái phần hướng đối tượng nữa. Bởi vì nhá, các bạn lưu ý là khi mà chúng ta mà viết một cái controller ấy mà xuất hiện một cái đoạn code như thế nào đấy, ví dụ như đoạn này hay là như cái đoạn này. Các bạn thấy nó có giống nhau không? Cái đoạn này này. Cái đoạn này này. Cái đoạn dưới này nữa này. Thấy nó giống nhau không? Mà đã giống nhau rồi thì sao? Phải tìm cách dồn nó về một hàm thôi. Đúng không? Đấy nó gọi là tối ưu code. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là tạo interface để kế thừa trong cái thằng product, trong thằng product này, và kế thừa luôn ở trong cái product gallery, implement nó vào. Thì những cái thằng mà của cái model này hoàn toàn có thể gọi lại cái hàm đấy một cách dễ dàng, đúng không? Chứ nếu mà cái hàm của chúng ta mà viết dài quá ấy, cái hàm đặc biệt là trong controller viết dài quá thì nó cũng rất là dở. Như này là dài rồi này. Các bạn để ý nhá, hàm này tôi viết từ dòng 51 cho đến dòng 77, tức là 20 mấy dòng, 26 dòng, đúng chưa? 26 dòng trong controller là dài, thế là dài rồi. Cố gắng hàm controller chúng ta ngắn xuống còn trên dưới 20 dòng, dưới 20 dòng là tốt, chứ đừng cố gắng đừng để vượt quá 20 dòng, rất khó đọc, được chưa? Rồi xem ngó cốt đi, thằng này bổ củi rồi đây. Chúng độc. Đi rửa mặt đi. Bổ củi lên như này này. Thế gọi là bổ củi. Giống hồi hết đợt mình năm đầu tiên mới cưới vợ. Không phải. Cái ông toàn nghĩ bậy. Đợt đấy Tết xong về về nhà ngoại ấy. Mùng 2 về thì sáng hôm mùng 2 là phải uống rượu không? Bố vợ làm cơm các thứ là về ngồi uống rượu từ 10 giờ hơn cho đến tận hơn 12 giờ. Say lắm rồi. Xong đến lúc đấy là nghỉ ngơi tí là cả nhà kéo nhau lên nhà bà ngoại. Lên nhà bà ngoại không phải tiếp mà là ngồi nói chuyện với bà ngoại chúc Tết đây. Mọi người cứ ngồi nói chuyện mình cứ như này. Cứ ngồi gật đầu. Chết rồi. Ai nói gì cũng gật đầu. Chết cười, thế là mẹ vợ buồn cười quá mới xin cho về. Thế là làm một giấc từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối mới dậy được. Sợ thật. Đau hết cả ruột. Làm sao rút kinh nghiệm là không về nữa. Không về là ăn vạ ngay. Không về mà được. Công cứ lấy vợ đi thì biết. Có thể gây thù chuốc oán với cả thiên hạ. Nhưng mà với vợ và gia đình nhà vợ thì không bao giờ được phép. Tối về là vợ sẵn sàng quỳ xuống để nói chuyện với mình ngay. Thì chú gầm giường này chả quỳ. Không nói chuyện được gì.
Đúng rồi, cứ lấy đi thì biết. Đâu mấy thằng sặc mùi chưa có người yêu. Mấy thằng nó có người yêu rồi nó ngồi im kìa. Nghe tôi nói chuyện chúng nó còn đang run cầm cập. Có bạn nào có cái ai có cái email nó không dùng không? Để hướng dẫn gửi email. Bởi vì hướng dẫn phần đấy nó sẽ lộ password mà. Cái Gmail á. Đọc nào. Đọc đi. Thằng nào có đọc đi. Bởi vì phần gửi email tôi cũng muốn hướng dẫn qua một chút. Nó sẽ liên quan đến nhiều thứ. Hình như thằng Laravel dùng SwiftMailer rồi. Đâu có ai có không? Phải đi. Ôi mình lưu nhiều mail trên này phết nhỉ. Còn có cả mail trước làm cho Trump này. Không, không dùng mail của trường. Đúng rồi, KR, công ty của Hàn Quốc. Đấy, mình này. Joy Stock Company, công ty cổ phần. Này, đúng đà. Không, đây là sau rồi, tôi làm một thời gian rồi. Ô, ông Sơn này làm ở đây à? Ông này dạy mobile. Dạy mobile ở trường tôi này. Đâu? Không, không quen. Đây lão này, lão sếp này. Còn lão ấy kia nghỉ rồi. Chắc là nghỉ rồi, về Hàn Quốc rồi. Lâu thế. Đâu rồi? Thấy chưa? D3T mobile.bk bk gmail.com. Bát là gì? D3T 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Có vẻ vào được. Gì vậy? Rồi ok. Thì để gửi được mail nhá, chúng ta lưu ý này. Để gửi được mail ấy, thì chúng ta bằng Gmail này này, chúng ta lưu ý là vào cái phần
tài khoản Google này thì phải. Chúng ta chọn là đây phần này, xem lại cài đặt quyền riêng tư thì phải. Tắt cái bật cái cho phép mà sử dụng của bên thứ ba. Không phải cái này. Đừng nhớ lại đã, để thấy giờ nó khác. Đây, quyền truy cập bên thứ ba này. Chúng ta hiện tại đang bật, bạn này đang bật này. Còn thì bình thường nó phải như này. Bình thường nó tắt đi. Nhưng mà của bạn, chắc là bạn đã gửi mail bằng hệ thống rồi cho nên là các bạn bật lên đúng không? Bật lên như nào ta? Giờ giao diện nó khác thế. Không biết bật ở đâu. Không, nó không có nút để bấm ấy. Quan trọng là nó không có nút để bấm. Tôi vừa bấm tắt xong đây, ngu ấy. Xem nào. Ở đây thiết bị. Đâu? Bắt đầu ở chỗ khác đấy. Ở chỗ nào? Hoạt động web ứng dụng này, quản lý web này, thông tin thiết bị này, lịch sử kiểm soát. Không đúng. Ở chỗ nào nhỉ? Bọn Google update nhanh thế. Thông tin cá nhân, miễn đức, dữ liệu cá nhân hóa, kiểm soát hoạt động. Ô, đâu? Không có. Mới đăng nhập trên Mac biết luôn. Đây. Chọn vào tài khoản này, chọn bảo mật này. Đây. Làm sao để bật, đây bật quyền truy cập này. Bật lên. Đấy, xong. Bật lên như này thì chúng ta mới gửi mail được từ đây, chứ không là không gửi được đâu. Được chưa? Xong chưa? Đây nhá, vào mail này, các bạn vào mail. Vào mail này, tôi hướng dẫn lại này. Chúng ta vào mail. Sau đó chúng ta chọn cái này. Chọn cái tài khoản Google. Được chưa? Sau đó chọn bảo mật. Chọn kéo dưới cùng ấy. Nó có một cái phần là truy cập kém an toàn từ ứng dụng này. Chúng ta bật nó lên nhá. Bật nó lên. Sau đấy chúng ta vào trong thằng file NV này này. File NV này. Chúng ta có một cái phần là mail driver. Được chưa? Chúng ta set up trong này. Thì mail driver là SMTP, đúng rồi. Thì cái mail host này chúng ta chọn là SMTP. smtp.gmail.com. Được chưa? Port là 587. Đúng nhỉ? 587. User là cái user này. Path là D3T đúng không? D3T 123456789. Encryption bằng TLS. Đó, đây là cái config để giúp chúng ta có, hả? Chẳng nhớ. Chỉ nhớ config vậy thôi. Nó có hai cái, một cái là SSL, một cái là TLS. Được chưa? Để tôi làm xong đã nha. Cho nó xong đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nạp lại cái config ở trong file NV này vào project bằng cách là composer cách dump auto load đó và start lại server. Chết. Xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tạo ra một cái đường dẫn mới là get route get send mail đi. Send mail. Sườn. Đây là receive
email. Tiếp theo là subject. Tiếp theo là content. Tôi ví dụ như vậy, dashboard này, send mail này. Được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ test bằng cách là viết cái send cái ngang mail, viết ba cái tham số đây vào. Là được. Được chưa? Copy cái này. Nhét tên controller. Đây là email mail receive. Receive email, đây là email nhận này. Tiếp theo là subject. Receive viết sai đúng không? Vâng. Viết như nào? Không nhớ. Một chữ C. Một kệ đi. RC email đi. Subject này. Content này. Đây là ba cái thông số. Chúng ta DD nó ra. RC email. Subject và content. Đây, truy cập vào nó bằng cái này. Localhost cpadmin này, send trừ mail biến hiện th32@gmail.com. Test send email copy. Nội dung là abc xyz. Rồi, nhận được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc send email. Chúng ta vào cái Laravel. Mail. Nó có cái hàm send mail mà. Đâu nhỉ? Chờ tôi tí để tôi tìm. Đây. MTP, SMTP, Gmail, 587, email, password, TLS, đúng rồi. Đây. Basic send đi. Nó có HTML email. Đây. Ở trên này chúng ta sẽ use mail. Và trong này chúng ta sẽ hiển thị ra đây. Mail send này. Mail send mail. Mail này là cái name này này. Cái mail này này, nó chính là cái giao diện nhá. Cái mail này là chính là cái giao diện của email của chúng ta, tí nữa tôi sẽ tạo ra. Tiếp theo cái data này. Còn name của tên của mình là gì? Ví dụ Cowpit Fraser chẳng hạn. Cowpit Fraser. Được. Đây, Messi to. Đây là những cái người nhận. Tôi để đây là cái người nhận chính là cái này. Chính là cái email viết vào. Với tên của người ta. Tên của người ta là Thiện TH chẳng hạn. Nếu có ai muốn nhận được không? Rồi tôi test trước nhá. Subject. Nó chính là bằng cái biến subject chúng ta nhận ở đây. Chính là biến subject này. Message from. Message from là D3T cái gì đấy đúng không? Đây. Someone. Được chưa? Đây là echo ra ngoài return ra. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cần truyền cái
truyền cái tạo ra cái file là file mail này nằm ở trong view. View đây. Tạo ra file là mail.let.php. Đó, đây là send email from server view xuống. Chúng ta test thử nha. Tôi chưa nhúng cái content vào đâu. Đã thử vào đã. Đang DD. Cái này thì chắc là phải giống với bên kia. À không phải, không phải, không phải. Không phải, tôi biết sai đâu. Đã lấy được rồi mà. Use. Cái này là truyền tham trị vào trong. À, truyền tham chiếu vào trong. Thấy lâu lâu. Chưa đến. Không thể đến. Đây. Đây. Được chưa? Đấy, chúng ta gửi mail thì bằng cách đấy. Còn cái tất nhiên là cái nội dung ở trong này thì chúng ta đây mail này. Đây data đây, à, data nó chính là cái này này. Data đây này. Thấy không? Data này thì chúng ta để là content bằng cái giá trị của cái biến content ở đây. Bằng cái giá trị của cái biến content ở đây. Tương vào. Thì ở trong cái file mail này chúng ta được phép sử dụng cái biến là content. Thì đâu rồi? Cái file mail blade này. Hello boy. Phải echo là cái đô la content này. Được chưa? Chúng ta làm lại. Đây, test send email from cockpit. Xóa đi. Đây nhận đến rồi này. Chúng ta reload ạ. Đâu? Đây đến đây luôn này. Đến đây. Đây. Dữ liệu của chúng ta là ABCXYZ đây đúng không? Test send email. Đây đây, tham số cuối cùng là ABCXYZ đây này. Chúng ta sửa lại nhá. Tên bạn là gì? Trọng. Cái gì Trọng? Trọng đờ đờ. Trọng đờ đờ. Đờ đờ. Gửi email. Đấy, đến tiếp. Đây. Được chưa? Đấy là gửi email. Thì chúng ta lưu ý cho tôi những cái thứ như sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải bật cái bỏng, bật cái cho phép cái ứng dụng của bên thứ ba gửi email lên bằng cách là vào phần email, chọn tài khoản Google, chọn tiếp phần bảo mật này và chúng ta bật cái phần truy cập kém an toàn từ ứng dụng này lên. Được chưa? Tất nhiên, tắt luôn cả cái bảo mật hai lớp. Được chưa? Nếu mà các bạn còn bật bảo mật hai lớp thì các bạn không gửi đâu. Bởi vì nó phải truy cập lên cái hệ thống server của thằng Gmail này. Mà truy cập bằng máy thì làm sao mà nhập được cái số điện thoại hay cái gì vào. Đúng chưa? Do đó chúng ta phải tắt luôn bảo mật hai lớp đi. Sau đó bật cái này lên. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là... Hả? Tắt ở trong bảo mật này. Thằng bệnh ngay. Đây. Bảo mật nó có cái phần bảo mật dữ liệu và cá nhân hóa. Chẳng chủ gì đấy không nhớ. Đây. Đây. Đây nó có cái thiết bị cái gì mà đăng nhập hai lớp ấy, tắt nó đi. Tôi không nhớ, bây giờ Google nó giao diện nó khác lắm rồi. Cái đấy search nó có đấy. Tiếp theo là vài trong vào file NV này. Ghi vào nha. Và file NV này chọn tìm cái phần mail driver này, chúng ta sửa theo đúng cái config này. Tất nhiên là cái tài khoản và cái mật khẩu phải là của chúng ta. Được chưa? Được chưa?
Cái config này thì chúng ta config y nguyên thôi, HTML SMTP dưới là SMTP Gmail, cổng là cổng 587. Hình như được. 465 hình như được. Hình như thế, nhưng mà đây tôi gửi có vào spam đâu. Đấy, thầy cho phép rồi. Cho phép lúc nào? Lúc nãy vào spam đầu tiên thầy cho tôi phép bấm là xóa vĩnh viễn mà. Đúng. Ờ. Thế à? Bây giờ gửi lại nó lại vào trong rồi. Xóa đi. Rồi. Tiếp theo là vào mail, vào cái config email này. Password và encryption bằng TLS. TLS. Cứ nốt vào, lúc nào cũng xem được video đâu mà biết video nó phút bao nhiêu đâu. Kiểu gì chẳng có lúc đọc. Được chưa? Ngồi xem 3 tiếng buồn ngủ lắm ấy. Tôi xem video mà xem được khoảng 30 phút là đã thấy buồn ngủ rồi. Hả? Xem phim thì toàn xem ngoài rạp thôi. Ừ. Vợ bao mà mình có mất tiền không? Hoàn cảnh lắm được chưa? Thôi nói thế thôi, mấy thằng lại không dám lấy vợ, chị em lại ế dài ra mệt lắm. Nói bé thôi, lộ hết đi sợ. Tí về vợ thầy sẽ đi á. 3 tiếng không xem được đâu, xem sao được. Dài sắp bằng cái gì nhỉ? Avenger Endgame rồi đấy. Tháng 4 rồi vậy. Tư cuối tháng 4. Yeah. Được chưa? Đây là config này. Nhớ có config ở trong NV xong thì chúng ta phải comment line, chạy đoạn comment line nhá. Chạy lại cái đoạn này này. Chưa. Đây chạy lại cái đoạn này này. Update cái gì? Có cài thêm cái thư viện gì đâu mà update. Dump auto load. Giờ để nó nạp toàn bộ những cái gì chúng ta vừa mới chỉnh sửa trong cái file NV vào trong cái file auto load để nó nạp vào trong cái việc chạy của hệ thống. Sau đó start lại server. Hứng cái gì mà hứng? Cái composer dump auto load này nó không lưu ở code, cho nên chúng ta bắt buộc phải ghi vào hoặc là nhớ vào chứ không là không chạy đâu. Tiếp theo để gửi được email ấy thì chúng ta viết ở trong cái controller nào để gửi ấy thì đầu tiên là chúng ta phải use cái mail này đã nhá. Yeah. Không use cái mail này thì nó sẽ báo lỗi là cái mail này nó không có trong cái controller, trong cái namespace là app http controller admin đâu, nó sẽ báo đấy, đó lỗi đấy, thì chúng ta sẽ phải use cái này vào. Gửi ở đâu thì phải use ở đấy. Tiếp theo là cái đoạn data này,
Thực ra thì nó thì đây là giúp chúng ta chuyển nó thành cái mảng để truyền vào trong cái file là cái file mail.blade.php thôi. Chúng ta không có cái data này cũng được, thì thay cho việc đấy chúng ta truyền vào đây là cái mảng. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái hàm mail hay .send để gửi email đi. Thì trong cái hàm send này thì chúng ta có ba cái tham số. Tham số thứ nhất là cái view. Bởi vì chúng ta sẽ có thể viết HTML trong email được. Được chưa? Do đó chúng ta có nên kiếm một cái template email nào đấy, template HTML email nào đấy, chúng ta tương vào trong cái file mail kia. Lưu ý cho tôi một điều ấy, đó là ở trong cái file nào để chúng ta gửi mail ấy, không được phép sử dụng layout. Bây giờ không kế thừa layout được đâu. Chúng ta nếu mà đã gửi mail, mà nếu muốn mail của chúng ta đẹp thì chúng ta phải tự viết cái thẻ script và viết code CSS ở trong cái email đấy. Được chưa? Không được kế thừa bất kỳ cái layout nào cả, bởi vì nó cũng không chạy đâu. Được chưa? Tiếp theo là ở đây là cái data thì chúng ta truyền vào nó dạng mảng. Chúng ta muốn có cái dữ liệu nào thì chúng ta truyền vào trong như vậy. Tiếp theo ở trong cái function này. Function này là cái message. Cái message là tương đương với cái email của chúng ta gửi. Thì chúng ta nếu mà muốn truyền cái việc là gửi cho nhiều người hay là gửi nội dung gì gì ấy thì chúng ta nên use thêm như này. Đây là truyền tham trị vào trong. Được chưa? Không truyền như này chúng ta không lấy cái giá trị ở bên ngoài này vào trong này được. Được chưa? Đây truyền cái này vào. À, đây là truyền tham chiếu, xin lỗi các bạn, truyền tham chiếu. Tiếp theo, gửi cho ai thì chúng ta có thể là tương cái này vào message to. Ở trong cái to này nó có thể nhận mảng mảng, mỗi một phần tử là một cái email nhận. Được chưa? Thì chúng ta truyền cái to này là người nhận, xong trỏ đến subject. Được chưa? Subject là cái tiêu đề. Thì chúng ta cái subject này chúng ta bằng cái biến subject ở trên, còn nếu không chúng ta tự viết ra. Message from, đây là người gửi. Thì chúng ta có thể fake được một cái email khác vào đây. Ví dụ gửi từ thằng Trọng gửi, nhưng mà có thể gửi email từ của ông. Thử cái nhá. Đọc email của ông đi. Đọc. Cái gì? Hoàng Tuấn 51096. Thật ra đây là Hoàng Tuấn. Viết hoa tên lên. Ông lại bảo không, không tôn trọng nhau. Đây nhá. Đây, nhìn thấy tiêu đề là Hoàng Tuấn chưa? Đúng không? Đây mail của tôi. Ờ, mail gửi vẫn là mail kia. Fake tên à. Thử reply xem nó đi đâu. À ừ đúng không? Nó không fake được. Cái mail PHP mailer thì nó, tôi nhớ không nhầm là nó sửa được cái đấy. Nó sửa được cả cái mail sẽ được nhận reply cơ. Sửa được, nó nhận được cả cái mail reply cơ, nhưng mà thôi, cái này không sao. Được chưa? Và sau khi chạy xong cái này, chúng ta return một cái gì đấy để người ta biết là chúng ta đã gửi mail thành công. Được chưa? Đấy, xong. Đây là mail nhận này, người nhận này, tên người nhận này, tiêu đề của email này, người gửi này. Được chưa? Còn đây cái mail này là cái nội dung của cái email. Thế là xong. Tôi sẽ commit code lên nha. Không sửa được, hình như cái đấy không sửa được. Cái đấy không tác dụng. Cái này á, hình như không có tác dụng đâu. Thử nhá. Đúng. Ồ lỗi mẹ luôn. À hả? Thế chắc là phải nhét à? Nhét bậy nhét bạ cái gì vậy? Để chống cái nào. Cũng không được luôn. Thế tại sao lại phải bắt nhét vào nhỉ? Nhét vào nhét một cái mail khác. Mail khác. Nó vẫn gửi được. Ờ, dị thật. Không phải. NV sai path. Nhưng mà thế vậy cái đấy nó có tác dụng chó gì nhỉ? Không biết. Cứ bắt buộc nhét một cái email vào đây nhưng mà chẳng hiểu để làm gì. Nó không có tác dụng gì cả. Hoặc là mình chưa biết tác dụng của nó. Thôi kệ đi. Nhập sai mail thì ra cái tên là root sao? Ừ? Nhập sai mail á? 1111. Thử cái biết ngay. Sao check mail? Vẫn được.
vẫn gửi được em. Kiên chi thấy kết quả là tên group. Đâu? Đâu? Group đâu? Nếu mà sai mail. Sai mail vừa mới làm sai còn gì nữa ở đây này. Đặc biệt cái kia. Đây sai mail đây. Biết đâu có thằng nào đúng à? Không đúng định dạng nó báo lỗi luôn. Nãy thử rồi này. Để rỗng nó báo lỗi này. Vẫn gửi được. Đấy, vẫn đến. Đây, vẫn gửi được này. Hay nhỉ. Thôi kệ. Biết cứ nhét cái A còng gì đấy vào được. Thế với bậy. Rồi. Đấy các bạn ngó lại một lần đi. Xong chúng ta sẽ chuyển sang giỏ hàng. Được chứ? Thêm tu vào. Đấy tôi bảo thử không nghe. Đấy tôi gửi cho thằng này nhá. Xong được nhỉ? À tu. Đây đúng mail của Hoàng không Hoàng? Hả? Đúng chưa? Check nhá. Đây, tới tôi và Hoàng đẹp trai. Check đi. Em đến chưa? Cứ ngờ 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 thì khổ. Đến chưa? Thế sao ở đây nó báo gửi đến hai cái. Đây. Gửi đến hai người là thằng bên này cũng sẽ nhận được nha. Đấy nhận được chưa? Không vào spam, không vào spam luôn. Được chưa? Đấy. Nghiêm cấm không được gửi spam cho tôi. Gửi cho người khác đi. Mấy thằng trong nhóm tôi nó còn chơi khốn nạn kiểu dạng nó làm một cái bay cho một cái project trang tin ấy. Xong rồi nó clone ra khoảng 20 cái. Thế cứ mỗi lần có tin mới tôi lại bị sợ bạn. Mất dạy. Rồi, đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể ở trong này chúng ta tạo ra một vòng lặp truyền lên một cái mảng này. Đúng không? Tạo ra một vòng lặp mỗi cái là đều trỏ đến cái tu này. Nối vào là xong. Đúng chưa? Gửi mail này là sau khi thanh toán. Gì? Thì sau khi thanh toán rồi thì gửi mail. Đúng không? Không nhỉ? Lại quay về cái client. Đây, quay về client. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là bấm vào cái nút giỏ hàng này. Đúng không ạ? Để ép thêm phần tử, ép thêm sản phẩm vào trong cái giỏ hàng. Để sau khi sau này chúng ta bấm một cái giỏ hàng thì nó sẽ hiển thị lên được cái giao diện của những cái sản phẩm các bạn vừa mới ép vào. Đúng chưa? Ra trang chủ đi. Ra được chưa? Được chưa? Nhưng mà trước khi vào giỏ hàng thì chúng ta phải tìm hiểu cái cách dùng của cái session ở trong thằng Laravel này đã. Thì chúng ta kéo lên trên. Chúng ta search cái session. Nó sẽ ra ngay là cái HTTP session của chúng ta. Được chưa? Thì hướng dẫn qua một chút về cái session ở trong thằng Laravel này.
đó là chúng ta có thể sử dụng đôi 4-5 loại session ở trong một Laravel, tùy theo các bạn muốn sử dụng cách nào thôi. Mỗi thằng nó sẽ có những cái tác dụng khác nhau. Thì cái session loại đầu tiên là loại file, nó sẽ lưu ở trong những cái dữ liệu của chúng ta, dữ liệu trong session ấy, nó sẽ lưu vào trong phần storage framework session. Đây, đây những cái session. Mỗi lần chúng ta tạo ra session thì nó sẽ lưu vào đây. Được chưa? Đấy là cái loại đầu tiên. Loại hai là loại cookie. Đó là mỗi một lần lưu session nó sẽ lưu thẳng vào cookie của người dùng. Database. Nếu muốn sử dụng cái loại này thì session nó sẽ trở thành dữ liệu trong database luôn. Chúng ta sẽ phải tạo ra một bảng tên là bảng session, để giữ mỗi lần tạo session ra nó sẽ lưu vào trong dữ liệu trong đấy, trong cái bảng đấy. Memcached Redis thì cái này nó sẽ lưu vào trong trong ổ cứng của server. Đó. Array thì cái array này nó chính là cái session bình thường của chúng ta, giống như sử dụng PHP thuần vậy. Dạ. Còn nếu mà muốn sử dụng loại nào thì chúng ta sẽ phải sử dụng, phải config vào. Tôi không nhớ lắm nhưng mà hình như là nó nằm ở đây. Nằm ở trong phần config. Config session. Đây. Driver. Dùng loại nào thì chúng ta phải config vào trong cái NV session driver, hoặc là xóa bén cái này đi. Nhét nó vào. Thì ở đây nó mặc định sử dụng loại là file. Đây nó có bằng này loại này. File, cookie, database, app, APC. Cái này tôi không biết là cái gì. Memcached, Redis và array. Chúng ta muốn dùng loại nào thì chúng ta phải config vào đây. Còn mặc định nó sẽ sử dụng loại là file. Đây là session lifetime, tức là thời gian tồn tại. Thì cái này tôi cũng không mấy khi tôi config, cho nên là bỏ qua. Trong này có nhiều thứ lắm. Được chưa? Tiếp theo đến cái đoạn là sử dụng session. Đây, using the session. Để lấy được data của session ra thì chúng ta sử dụng câu lệnh là request. Session ở đây nó đi kèm, đi theo cái thằng request nhá. Do đó phải có request thì chúng ta phải lấy session ra. Thì ở đây request này, session get key, nó lưu dạng key value. Do đó chúng ta muốn lấy dữ liệu ra ở đâu chúng ta phải nhớ cái key của nó, lấy key ra. Đây, get ra. Còn đây là get key và có default value. Nếu mà không có key đấy thì chúng ta gán mặc định cho nó một giá trị nào đấy. Đây, global session helper, chúng ta có thể truy cập bằng cách này. Đó là chúng ta sử dụng cái hàm là hàm session và lấy ra key. Còn đây là lấy ra gán ra giá trị cho cái session thì chúng ta là session key chọn đến value. Chúng ta thử cái nhé. Tôi sẽ demo. Form cái admin app này vào. Đây, web. Round 2.2.get. Đây là create session uname, ví dụ thế. Uname. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng hàm session. Session ở đây gán giá trị uname. Đây. Session uname bằng giá trị. Ở đây trên này tôi sẽ nhận một cái tên name, đô la name. Trong này chúng ta sẽ gán cho nó bằng đô la name. Return. Set return đô la name. Được chưa? Chúng ta thử cái nhé. Sược thiện th. Đây, lấy được cái dữ liệu này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái request khác. Thử lấy cái kết quả này ra xem có được không. Đây là get session uname. Đây, return session uname. Thì chúng ta sẽ copy cái đường dẫn này, paste vào đây. Duplicate thằng này lên đi.
Được chưa? Sang request khác, chúng ta lấy ra cái session có tên là uname này, thì nó đã trả về cho chúng ta được cái kết quả là cái hôm lúc nãy chúng ta vừa mới lưu. Đây, tôi return ra. Cổng chuỗi. Đây. Bên này chúng ta sẽ gán cho là giá trị khác. Trọng DD. Được chưa? Bên này chúng ta reload. Trọng DD. Được chưa? Lưu xong chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói chuyện đến cái logic chúng ta làm việc với thằng giỏ hàng. Lại bật điện. Nào bạn nào từng làm giỏ hàng rồi giơ tay nào. Giơ tay để tôi xem các bạn có cái logic cho nó đúng không? Chắc đi học cũng phải làm rồi chứ nhỉ? Đây, tôi chia ra làm hai phần. Một phần là sản phẩm. Một phần là cái giỏ hàng. Đấy, chúng ta. Chúng ta có ví dụ như kiểu sản phẩm chúng ta quyết định ID 1 đi. Tên sản phẩm là A. Tiêu giá là 200. Sản phẩm đi 2 B 150 3 C là 100 4 D là 250. Được chưa? Bây giờ ở trong giỏ hàng của chúng ta sẽ yêu cầu như thế nào? Đó là khi người ta ép cái sản phẩm A này vào trong giỏ hàng. Được chưa? Thì cái giỏ hàng này sẽ lưu trữ cái gì? Nó phải lưu trữ như thế này. Một mảng đã. Được chưa? Trong mảng này có phần tử đầu tiên, nó sẽ lưu vào cái ID của sản phẩm. Và thậm chí là cả tên, cả giá luôn. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ lưu là ID bằng 1 này, ID bằng 1 này, 200 này. Đúng chưa? Tên là A này. Và thêm cái cột gì nữa? Số lượng. Như này là một phần tử. Đúng chưa? Tiếp theo, khi tôi bấm tiếp cái thằng này lần thứ 2, đây lần 1, đây lần 2, thì nó sẽ phải cái gì? Cái này nó sẽ tăng lên thành 2. Đúng chưa? Nếu bây giờ tôi bấm vào cái này, đây là cái thứ ba, thì nó sẽ lưu thêm cái một phần tử nữa vào trong cái mảng này. Đây là 2, 150, B và 1. Đúng chưa? Như vậy là đúng. Như vậy làm sao chúng ta có làm một cái logic như thế này? Đúng không? Như thế này thì nó sẽ chia ra làm các trường hợp như sau. Trường hợp 1 là sản phẩm không có trong giỏ hàng. Và trường hợp 2 là sản phẩm đã có trong giỏ hàng. Đúng chưa? Thì nếu mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chuyển cái đối tượng, chuyển cái product trở thành array và ép thêm một cái quantity bằng 1 và lưu vào session. Đúng chưa? Còn trong trường hợp thứ hai là sản phẩm đã có tồn tại trong giỏ hàng rồi. Đúng chưa? Chúng ta phải chạy hết một lượt để kiểm tra xem là cái phần ID đấy nó có trong này chưa. Nếu có rồi thì chúng ta sẽ xử lý, đúng không? Thì ở trong này chúng ta sẽ phải là tìm đến cái item mà có cái ID nó bằng với cái product ID. Đúng chưa? Chúng ta sẽ tìm được cái nó đấy thì chúng ta xác định được cái index. Đúng chưa? Thì ở tiếp theo chúng ta sẽ là có ví dụ có cái biến là giỏ hàng đi. Ở cái vị trí là index vừa tìm được. Chúng ta sẽ tìm tiếp đến cột là quantity. Và cộng cộng nó lên. Sau đó lại xếp lại giỏ hàng. Đúng chưa? Đây là logic của nó. Tất nhiên đang có tìm thì chắc chắn là phải có xóa rồi, đúng không? Và thay đổi giá trị số lượng,
Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nó. Làm cái giỏ hàng này. Không cần chụp chẹp gì thì chụp, hoặc là ghi gì thì ghi đi. Rồi. Ở trong này tôi sẽ tạo ra một cái đường dẫn như này. Round 2.2.get. Đây là S các nhận một cái ID truyền vào được chưa, add thêm một phần tử vào trong này thì chúng ta có cái gì. À, bây giờ ở ngoài tôi cứ làm trước ở trang chủ nhá. Đâu rồi? Resource này. Admin bỏ đi, layout bỏ đi. Homepage đây. Item đâu? Item đâu nhỉ? Sao thấy? Ơ? À, phần item đâu ta? Item. Đâu nhỉ? Coi nào, có phải giao diện này không? Nếu tôi thấy một đống mèo thì chắc là đúng rồi. Đây rồi, tôi đã item này rồi. Thì ở trong này nó có một cái link, khi mà hover vào nó sẽ có cái card.html đây này, thấy chưa? Thì bây giờ tôi sẽ update nó. Update nó lên. Nhét vào trong cái route. Route tên là gì? Card.s. Và nhận tham số ID mang giá trị bằng đô la item trỏ đến ID. Đúng chưa? Đây. Hover vào. Đây. 5, 6 và 7 đây. Đúng chưa? Bấm vào thì nó sẽ, bây giờ nó sẽ hiển thị lỗi thôi. Là chưa có cái hàm là add card. Chúng ta sẽ mở home controller ra. Tạo ra hàm đấy. Public function. Nhận một tham số là ID. Yeah. Thì chúng ta sẽ có product đi, không thì item đi, bằng trên này có product chưa, có rồi, đây product 2.2.file biến ID ra ngoài, được chưa? Cái này để làm gì có biết không? Check xem ID nó có tồn tại thật hay không, hay là ID bậy bạ, để tránh những cái giỏ hàng của chúng ta bị lỗi, được chưa? Chúng ta là if, nếu phủ định của cái item này. Làm cái gì cũng phải check nhá. Kiểm tra trước xem là nếu nó không tồn tại thì sao. Được chưa? Đấy là cái thói quen check null để cho tránh cái việc là bị không có dữ liệu. Các bạn mà mới đi làm rất hay bị cái lỗi đấy. Return 404 not found ạ. Nếu mà có rồi, dạ, có rồi, thì chúng ta làm gì tiếp? Gì? Đố các bạn biết làm gì? Nhát ra này. Check xem có giỏ hàng hay chưa. Được chưa? Nếu chưa có thì sao? Chưa có thì tạo mới. Được chưa? Xong rồi sau đấy làm gì? Kiểm tra sản phẩm xem có trong giỏ hàng chưa.
Nếu mà chưa có thì sao? Chuyển item thành mảng và add quantity bằng 1. Sau đó push cái sản phẩm và push cái item vào trong giỏ hàng. Dạ, đây là một trường hợp 1. Trường hợp 2 đã có trong giỏ hàng thì sao? Xác định index. Dạ. Và sao? Tìm đến cái giỏ hàng ở phần tử thứ index có cột quantity cộng cộng lên. Sau đó return. Return back. Trở lại cái trang lúc nãy. Đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta làm từng bước một. Thì bây giờ cái bước một của chúng ta là kiểm tra xem có giỏ hàng hay chưa. Đúng chưa? Trong này có không? Trong này có không? Has. Đây. Has session has. Đúng chưa? Chúng ta thử cái nhá. Chúng ta thử DD session trở đến has giỏ hàng. Xem có không nhá. Được chưa? False. Lúc nãy chúng ta có cái giỏ hàng à, có cái session là gì? Uname đúng không? Đúng chưa? True. Đúng chưa? Thì cái hàm này để check có giỏ hàng hay chưa thì chúng ta sẽ có là gì? Đô la. Tôi sẽ tương tác với biến chứ tôi không tương tác với thẳng với cái session đâu. Được chưa? Nhớ trong cái thời gian tôi đang làm mà session nó có biến động gì thì làm sao để xử lý? Đúng không? Chúng ta sẽ có giỏ hàng bằng cái, nếu mà cái này bằng true đúng không? Thì cái biến giỏ hàng kia của tôi nó sẽ bằng cái gì? Session giỏ hàng. Được chưa? Còn nếu không thì nó sẽ bằng một cái mảng rỗng như này. Được chưa? Sau đó đến cuối cùng là lưu, đằng nào cũng phải lưu giỏ hàng đúng không? Thì ở đây tôi sẽ có cái session có cái mảng là giỏ hàng thì nó bằng với cái giá trị của cái biến giỏ hàng này. Để lưu lại. Đúng chưa? Đầu vào và đầu ra. Xong chưa? Tiếp theo. Chúng ta đây là tạo, chưa có tạo mới rồi này. Tiếp theo là chúng ta kiểm tra sản phẩm có trong giỏ hàng hay chưa, đúng chưa? Thì bởi vì cái giỏ hàng của tôi nó là cái mảng, đúng chưa? Thì tôi sẽ có thể là dùng for each. For each cái biến này. S đô la key bằng với value. Đúng chưa? Và ngoài ra ở đây tôi có một cái biến là flag, một cái biến cờ bằng -1. Một cái biến cờ -1. Được chưa? Tôi sẽ có như sau. Nếu nó chạy từ đầu đến cuối mà, nếu cái đô la value ở cột ID mà bằng với cái item dữ liệu là ID, đúng chưa? Đúng chưa? Thì cái gì? Flag của tôi nó bằng với key luôn. Và tôi tiến hành break ra ngoài. Được chưa? Thế thôi. Hết. Sau đó ở dưới này. Sau đó nếu mà đây là chưa có đúng không? Thì tương đương với việc là if cái flag bằng nguyên -1. Đúng không? Còn ở đây thì cái việc push này tôi sẽ đưa vào trong này. Còn ở đây là trong trường hợp nó đã có trong giỏ hàng rồi, tương đương với cái việc là if flag, à đây là cái việc else chứ nhỉ, đúng không? Else thì tôi nhấc cái này lên, tôi tương lên trên này thì tôi sẽ có cái phần tử này, thì tôi sẽ có cái biến là biến giỏ hàng ở phần tử thứ flag ở cột là cột quantity nhá, cộng cộng lên. Được chưa? Còn ở đây thì tôi sẽ phải chuyển cái item vào giỏ hàng.
Được chưa? Thì tôi sẽ thử tìm cách là Laravel convert model to array. Đây rồi, có rồi. Gì à? Đây rồi. Tôi thử DD nhá. DD ra cái item cho đến to array. Chứ dạ, đằng nào tôi cũng DD mà. Thì nó sẽ không lưu vào giỏ hàng đâu. Được chưa? Phải giỏ hàng được tạo ra dưới này cơ. Dạ, chạy thử. Ừ, sao vẫn còn DD ở trên? For x cái giỏ hàng. Giỏ hàng đã bằng ấy rồi mà. Giỏ hàng đã bằng mảng rồi mà. Invalid argument. Cái này bằng true hay false? Nếu mà nó bằng true thì nó sẽ bằng cái biến giỏ hàng này. Còn nếu mà không thì nó bằng cái này mà. Xem nào. Null. Tại sao lại bằng null? À, đây. Đây. Thế nó mới đúng. Đây, mảng chưa? Đúng là mảng chưa? Đúng nhỉ? Thì tiếp theo tôi sẽ làm gì? Tôi đã chuyển nó thành cái mảng rồi đấy. Đúng nhỉ? Thì tôi được phép làm này tiếp. Item trỏ đến quantity bằng 1. Đúng không? Sau tôi mới chuyển thành mảng thì tôi có thêm quantity bằng 1 đây. Được chưa? Thì tôi sẽ tiếp tục array gạch dưới push để biến giỏ hàng phải cái item to array. Đúng không? Xem có đúng không? Và sau này tôi về nhét cái giỏ hàng vào. Thử nhá. Xem có đúng không này. Giỏ hàng bằng mảng có một phần tử ID bằng 5. Tất cả thông số của nó đây. Quantity bằng 1. Tôi add thêm sản phẩm khác. 6. Đây. À đâu, tôi chưa return nên dẫn đến nó chưa có giỏ hàng đâu. Đây, giỏ hàng chưa có đây. Tôi sẽ tiến hành DD ở dưới. Nào, đây giỏ hàng một phần tử này. Dạ, tôi reload một cái nữa nhá. Vẫn là 1. Ơ sao nhỉ? Đáng lẽ là nó phải tăng lên 2 chứ nhỉ? Chắc là do chưa return đấy. Chúng ta thử xem. Laravel return back. Đâu nhỉ? Để redirect back nhỉ? Back MSG. Rồi, thử cái. Chết mẹ luôn. Vì sao chết ta? Giỏ hàng bằng cái biến này. Kiểm tra. Không được nhỉ. Không đúng. Không phải chết ở đây. Return redirect back. Được
return back. Được rồi nè. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ thử check, thử tạo ra một cái đường dẫn URL để check cái giỏ hàng nhé. Đúng chưa? Quan đi cũng tận 11 rồi đây. Cái gì mà quan đi tìm 91 rồi đấy? Không, không phải, chắc chắn luôn, sai. Sao lại lên 91 nhỉ? Bậy. Hay là nó cộng cái gì không biết. Bậy. Đây ID mấy đây? 6. Thằng này là mấy? 5 này. Add vào này. Ố, sao redirect cái check card này nhỉ? À đúng rồi. Đây là 6, đây là 5 đây. Không tăng luôn. Chất vãi. Sao nhỉ? Có vấn đề gì đấy ở đây? Chúng ta đang gặp vấn đề ở cái việc redirect rồi. Tại sao lại bằng 11? Bấm có mỗi phát lại bằng 11 luôn, chất chẳng mấy mà giàu. Sao nó lại lên check giỏ hàng nhỉ? Rõ ràng ở đây là redirect về back mà. Rõ ràng ở trong cái home controller là redirect về back. Return back đây. Rồi ok, tôi sẽ return về redirect. Redirect về một cái route là homepage đi. Ví dụ thế. Này nha. Đây là 11. Nó không redirect luôn ấy. Rõ ràng là vào đây rồi. Nhưng mà tại sao lại redirect về cái thằng này? Hả? Hôm nào? Không phải. Check nha. À đúng rồi. Gắn URL. Thế vậy chứng tỏ là đây. Đây. Khổ lắm. Đây, add cả 6. Home à? Khó chịu. Đây là 6 nha. 13 này. Cái nữa đi. 6. 14. Tức là đúng không? Các bạn biết vì sao nãy nó lại lên như vậy không? Tôi đang nghi ngờ, tôi đang có một cái nghi ngờ như sau. Đấy là lúc nãy ấy, do chúng ta redirect back liên tục. Đúng chưa? Và chúng ta thấy là sau khi lưu xong thì nó chết luôn trang đúng không? Thì với các cái trình duyệt nó có một cái kiểu chết như này. Đó là nếu trong trường hợp chúng ta redirect lại chính cái trang đấy liên tục nhiều lần, gần như nó thành một cái vòng vô hạn ấy, thì đến một số lượng làm vòng nhất định nào đấy thì nó sẽ lăn đùng nó chết. Được chưa? Thì có thể lúc vừa rồi chúng ta vừa mới làm xong cái trò đấy. Được ạ, đúng không ạ?
dẫn đến cái việc là nó bị duplicate, nó reload liên tục lại chính cái trang của nó, cho nên là nó bị tèo. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ add thêm một sản phẩm mới vào, thử xem logic của chúng ta có đúng không đã. Bấm này. 3 phần tử rồi. Thằng này ID bằng quantity bằng 1, ID bằng 7. Bấm cái nữa đi. Đây. 8 này. Bấm cái nữa, bỏ 8 này đi. Rồi. Tức là chúng ta, cái logic của chúng ta không sai. Nhưng mà chẳng qua là do chúng ta redirect ngu thôi. Thì đành phải chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Xóa session nhá. Đang nào thì phải xóa, khi mà check out thì phải xóa. Thì tôi sẽ thêm một cái nữa là remote session. Đố các bạn biết xóa một phần tử xóa một phần tử khỏi mạng thì dùng cách nào? Index of cái gì? Đấy. Đấy, unset. À cũng không được. Unset là của mạng, còn đây là của session. Search đi. Chắc phải có chứ. Remove. Đây, delete này. Forget. Forget. Rồi, ok. Gì vậy? Nun. Được chưa? Đó, thì đấy nó là cái cách chúng ta tương tác với cái giỏ hàng. Xong rồi. Làm đi. Giao diện tự đi mà làm lấy cái gì nữa. Không có bà lại còn chờ đợi cái gì ở đây nữa. Người ta làm cho nguyên cả cái cục, nguyên cả cái cục logic của giỏ hàng này rồi lại còn ngồi nhìn. Đẩy cốt lên nhá. Ừ? Thanh toán xong. Đây nha, tôi có một cái ví dụ đây để cho các bạn dễ hiểu hơn. Gì à? Không chọn. Ơ? Khốn nạn vậy. Bắt mình chọn ngày tháng năm sinh không biết là gì. Đây, logic như này nhá. Ví dụ như tôi đang mô tả lại cái logic của thằng Shopee. Được chưa? Ở đây là đăng nhập. Sorry. À, đây là trang đây, cái này là trang chi tiết sản phẩm đúng không? Đúng chưa? Tôi zoom to nó ra. Chi tiết sản phẩm này. Khi tôi bấm thêm vào giỏ hàng này thì cái sản phẩm nó sẽ chuyển sang cái phần này. Đây là phần danh sách sản phẩm. Đúng chưa? Ví dụ có 3 sản phẩm đây thì bên này là tạm tính là thành tiền bao nhiêu. Đúng chưa? Tiếp theo là bấm là thanh toán. Được chưa? Bấm thanh toán xong thì nó sẽ đến một cái phần là hình thức thanh toán các thứ, kiểu đây là dự án thật thì nó hơi khác cho chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải đến đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đến đây chọn cái phương thức thanh toán, chúng ta có thể chọn là giao hàng nhận tiền hay là thanh toán bằng cách ABC hoặc đến tận nơi mua chẳng hạn. Chứ cho nó phong phú lên một tí. Thêm một cái form là điền thông tin cá nhân. Đây, điền thông tin cá nhân, đặt hàng. Thấy chưa? Đặt hàng xong. Đặt hàng xong. Ủa, tôi không có cái trên mạng. Tôi không có cái phần cảm ơn à. Đây này, tức là chúng ta điền thông tin cá nhân xong, điền tiếp cái phương thức nhận hàng. Chúng ta bấm vào đặt hàng. Thì đến lúc đấy cái thông tin cá nhân của người dùng ấy sẽ được lưu vào trong bảng invoice. Thông tin của các cái sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được lưu vào bảng invoice detail. Đúng chưa? Và sau đấy chúng ta sẽ lưu xong hết tất cả những cái đấy. Chúng ta trả về, chúng ta sẽ clear cái màn hình, clear cái giỏ hàng đi. Được chưa? Và hiển thị lên trên màn hình cho người dùng là cả
cảm ơn bạn đã đặt hàng, hóa đơn của bạn là số bao nhiêu chúng ta vừa mới lưu vào. Được chưa? Để người dùng có thể tiện theo dõi sau này. Đúng chưa? Đấy là khi sau khi người ta điền hết thông tin cá nhân, xác nhận thanh toán rồi thì chúng ta mới lưu vào DB và xóa giỏ hàng đi. Được chưa? Hình dung ra chưa? Còn cái việc lưu xuống thì có cần chỉ không? Giỏ hàng nó đã có đủ hết thông tin này rồi là còn phải chỉ gì nữa không? Đây đặt lại cái. Đầu thế. Đây ví dụ tôi mua hai cái này. Đây thì trong này chúng ta thông tin cá nhân của người dùng thì chúng ta lấy từ form nhá. Đúng không? Để lưu vào trong cái phần giá đi nhá. Đây thông tin cá nhân từ cái form này. Form thì chúng ta sẽ bắt người dùng điền là tên, email, số điện thoại, địa chỉ và message chẳng hạn. Ví dụ như thế đúng không? Được chưa? Thì những cái này chúng ta gom vào, chúng ta lưu vào trong cái bảng invoice. Được chưa? Cộng thêm cái tổng tiền của hóa đơn vào trong cái bảng invoice này luôn. Ngày tháng năm thì nó tự sinh ra rồi. Đúng chưa? Bởi vì đây mà, chúng ta lấy được mà. Đây này. Tất cả thông số thì nó ở đây. Tổng số tiền thì bằng cái số tiền của cái này nhân với lại số lượng, xong rồi có vòng for thì cộng tổng vào. Đúng không? Là ra tổng số tiền thì chúng ta đang lưu trong bảng invoice rồi. Sau đó chúng ta cần lưu tiếp một cái bảng là invoice detail. Đúng chưa? Lưu bảng invoice detail. Thì invoice detail chúng ta lại tiến hành là for x ra của cái bảng của cái giỏ hàng này. Đúng chưa? Chúng ta lấy ra ID sản phẩm, lấy ra quantity, lấy ra unit price, lấy ra order ID. Chúng ta vừa lưu xong, nó sẽ có order ID đúng không? Chúng ta mỗi một cái vòng for này chúng ta lưu xuống một lần. Đúng chưa? Thì nó xong cái bảng là chi tiết hóa đơn. Tiếp tục là chúng ta sẽ xóa cái giỏ hàng đi. Đúng chưa? Tiếp theo nữa là gửi email cho khách hàng bằng cái email mà họ nhập vào đây. Đúng chưa? Là bạn đã mua hàng thành công với mã hóa đơn là như thế này. Đúng chưa? Sau đấy là chúng ta sẽ return về, có thể là cái trang chủ hoặc là return về cái trang là cảm ơn bạn đã mua hàng từ hệ thống ABCDZ. Tức là xong cái quá trình là mua sản phẩm. Đúng chưa? Có mỗi cái logic này là quay sẵn hết rồi. Phần này thì nó đã đủ data rồi. Còn làm đến đâu là do mình đó. Được chưa? Đó, hết. Rồi bây giờ tôi sẽ đẩy cốt chưa nhỉ? Người ta chỉ cho đến thế thôi. Làm hết thì tôi mang bài tôi ra chấm cho nhanh. Đấy chưa? Làm thì mình mới thể hiện được cá nhân của mình chứ. Rồi, mày mò đi. Ghi các bạn này vào. Đã nhập cổ.